Chủ quán bánh tráng nướng ở Đà Lạt bị cảnh cáo vì trừ khách. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức giải trí Genius. Chủ quán bánh tráng nướng ở Đà Lạt, Lâm Đồng đã được yêu cầu chấn chỉnh lại thái độ với khách hàng. Trong chiều 29 tháng 8, các cán bộ thuộc bộ phận đường dây nóng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã có buổi làm việc với bà Triệu Thị Bích Thủy, chủ quán bánh tráng nướng ở địa chỉ 61 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2. Trước đó, một du khách thành phố Hồ Chí Minh đã tố cáo bị chủ quán đuổi, chửi khi tới đây ăn. Chia sẻ với phóng viên, đại diện bộ phận đường dây nóng cho biết, họ đã nhắc nhở bà Thủy về thái độ với khách hàng. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng kiểm tra thêm về các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, lấn chiếm vỉa hè kinh doanh. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc với quán để làm rõ thông tin. Các cán bộ đã phổ biến cho quán bộ quy tắc ứng xử văn minh của cộng đồng dân cư. Các chủ cửa hàng cần phải chấn chỉnh thái độ khi kinh doanh ở một thành phố du lịch như Đà Lạt. Tôi nghĩ chủ quán sẽ không còn tái phạm sau buổi làm việc ngày hôm nay, người này cho biết. Về sự cố với du khách thành phố Hồ Chí Minh, chủ quán khẳng định nguyên nhân do nhóm này đã trêu mình. Bà Thủy cho biết, một nhóm khách khoảng 8 người đã chọc tức để mình chửi bậy. Tuy nhiên, du khách tố cáo lại nói mình chỉ đi nhóm 2 người. Chia sẻ với Dinh, du khách này khẳng định bị chửi vì đi cùng một người bạn băng bó chân, chủ quán đuổi với lý do chân như vậy chiếm chỗ khách khác. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều khách hàng phàn nàn địa điểm này và cho điểm rất kém trên các trang đánh giá. Điểm trung bình trên Foodie của quán này chỉ vòn vẹn 5,6, chất lượng được chấm 6,3 điểm, còn thái độ phục vụ là 4,8 điểm. Trên Google, điểm đánh giá của quán này cũng chỉ ở mức 3,8 với nhiều lời than phiền về thái độ bán hàng. Các bạn nghĩ như thế nào về sự việc nói trên? Hãy để lại ý kiến của mình ngay dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.